quý vị và các bạn, trong chương trình Hướng về quê Thanh tuần này, chúng tôi xin giới thiệu về anh Đỗ Văn Giang, hiện đang sinh sống và lập nghiệp tại thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Anh là một điển hình của ý chí và nghị lực vươn lên làm giàu trên quê hương mới, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm công nhân là người Thanh Hóa. Sinh ra và lớn lên tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, do điều kiện gia đình khó khăn, ngay từ nhỏ, Đỗ Văn Giang đã phải tự kiếm sống bằng đủ các nghề, từ chăn trâu cắt cỏ đến làm thuê cho các chủ lò vôi. Tuổi thơ cực nhọc nhưng cũng không kiếm đủ được cái ăn cái mặc mà còn phải rời ghế nhà trường ngay từ khi đang học phổ thông. Năm 1990, Đỗ Văn Giang quyết định vào địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang lập nghiệp. Những ngày đầu lập nghiệp trên quê hương mới, anh đã gặp không ít khó khăn và phải rời thị trấn Kiên Lương để sang Campuchia kiếm sống. Lúc bây giờ nhà nước Campuchia đang mở cửa thì tôi cũng có đi theo một số bạn bè sang bên Campuchia làm ăn. Cũng lúc đầu thì cũng gặp rất chi là nhiều các cái giai đoạn khó khăn, có thể là hơn ở Việt Nam nữa. Nhưng mà vì cái nghị lực tôi cũng cố gắng để vượt qua, rồi gắng trưởng thành, rồi để quay kiếm một số vốn rồi quay về Việt Nam để tạo dựng lại cuộc sống ở tại Việt Nam. Sau những ngày làm việc vất vả tại đất nước Campuchia, dành dụm được số vốn nhất định, anh quyết định về lại thị trấn Kiên Lương và bắt đầu với nghề nung vôi để bán cho nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dùng vào việc thau chua rửa mặn. Làm ăn có lãi, năm 2001, anh đã cùng với một số anh em quê hương Thanh Hóa quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vôi 79. Hiện nay, mỗi năm công ty xuất bán ra thị trường trên 10.000 tấn vôi bột thành phẩm, tạo việc làm cho trên 100 lao động, trong đó phần lớn số lao động là người Thanh Hóa. Cái này anh Giang, anh thành lập công ty, tôi về làm với anh Giang trong thời gian 3 năm nay á, thì làm tiếp xúc làm việc với anh Giang. Anh Giang là một con người rất năng nổ, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ. Với hơn nữa là các anh em tập thể trong công ty để có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của anh em. Không chỉ dừng lại với việc sản xuất vôi bột, hiện nay công ty Vôi 79 còn là đầu mối tin cậy cung ứng than đá cho các công ty vôi, các nhà máy chế biến bột cá, phân bón trên địa bàn thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Hiện nay Giang đã có nhiều ý tưởng mở rộng các ngành nghề trên quê hương mới. Trong thời gian tới, tôi cũng sẽ mở lại một cái nhà hàng, tức là quán cà phê ở như cái ẩm thực ở như cái huyện Kiên Lương này. Và cái thứ hai nữa là tôi sẽ mở ra một cái nhà máy sản xuất phân vi sinh mà hiện nay tôi đang tâm huyết, tức là cộng với cái vôi, hai thứ trộn lại với nhau thì để tôi coi như là phục vụ bà con nông nghiệp ở những cái tỉnh Kiên Giang này còn thiếu rất nhiều là cái phân đó. Không chỉ tiêu biểu về ý chí, nghị lực mà Đỗ Văn Giang còn là thành viên tích cực trong việc đóng góp quỹ xây dựng Ban Liên lạc Đồng Hương Thanh Hóa tại tỉnh Kiên Giang, cũng như tạo việc làm cho con em trong Ban Liên lạc Đồng Hương. Bên cạnh đó, hàng năm anh Giang còn dành ra số tiền nhất định để xây dựng quỹ học bổng của địa phương và dòng họ, tu sửa các khu di tích văn hóa, tâm linh, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình đối với quê hương.